chào tất cả các bạn nhé. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt của Hội Xuân Xã Nga Tân thì các câu lạc bộ, các nhà vườn cũng đang chuẩn bị những tác phẩm. Thì hôm nay thì Trung Bonsai cũng chỉnh sửa một vài tác phẩm và chia sẻ đến tất cả anh em nhé. Trước mắt anh em là một trong những tác phẩm mà Trung Bonsai sẽ đưa đi dự triển lãm. Ở đây là một trong những cây si gừa mà gắn bó với Trung Bonsai cũng rất là lâu rồi. Đấy. Cái này được chính tay nghệ nhân Hà, một trong những nghệ nhân mà nổi tiếng của Hội Xuân Cảnh xã Nga Niên cũng đã làm tác phẩm này cách đây 4 năm rưỡi rồi. Đấy, để hoàn thành được một tác phẩm như này thì trước đó thì cây này cũng là một trong những cành thôi. Đấy, một trong những cành nhỏ nhỏ thôi, được ép vào một hòn đá này, đã dựng được một tác phẩm như này. Do chương trình gấp rút nên là Hội Chụp ảnh xã Nga Tân thì cũng chỉ có mời Hội Chụp ảnh Nga Liên 16-17 tác phẩm. Nên là anh em hội cũng sáng nay cũng đã chuẩn bị những tác phẩm rồi, chuẩn bị lên đường. Tác phẩm lá đức đang còn nguyên si đây, hôm qua về với xuống lá được. Cây gần gốt chưa? Do thời gian gấp rút nên là tác phẩm này Trung Bonsai cũng không mang đi được nhé, vì rễ non rồi đang ra rồi, cây mới xuống lá xong cũng đang làm. Một cái si búp đỏ đây. Trước mắt anh em một trong những cây song thụ này. Cây này cũng là một trong những tác phẩm mà xây năm điên hạt thôi, rất là già. Đấy, mới được đưa sang ang này. Đấy, kỳ tới này thì Trung Bonsai cũng cố gắng nuôi những cái rễ này. Đấy, cho nó ra bên ngoài một chút. Đấy. Cây rất là già nhá, cả nhà nhá. Đây, lá này. Bác nào chơi dòng Nam Điền hạt thì biết rồi, nó xuất phát từ những cái hạt của cây Nam Điền gieo ra. Đấy. Sau khi lên một thời gian, cây này thì nó tuổi đời nó cũng rất là cao rồi nhé, 40-50 năm rồi. Thì từ đầu luôn. Đấy. Còn những tác phẩm thì cần phải 5 tháng thời gian. Đấy, như cây này cũng thế, rất là u cục nhé. Một tác phẩm si búp hồng cây sen. U sụn luôn. Buổi sáng nay thì cũng có rất nhiều nhà vườn cũng chuẩn bị những tác phẩm rơi ra ngoài Hội Xuân Cảnh xã Nga Tân. Thì trưa nay thì Trung Bonsai cũng sẽ ra và chia sẻ nhé. Thì mọi người chờ xem những tác phẩm cá nhân của Hội Xuân Cảnh xã Nga Tân cũng như là anh em các nhà vườn cũng sẽ đưa đến để trưng bày giao lưu. Sẽ có nhiều điều bất ngờ ở đấy nhá. Có nhiều tác phẩm mà một trong những Hội Xuân Cảnh mới. Còn đây là vườn Trung Bonsai thì Trung Bonsai cũng chỉ đóng góp với anh em hội viên ngoài đó một tác phẩm thôi. Một trong những cốt ba vai xanh Nam Điền. Đang chia sẻ thì gặp trời mưa nhé cả nhà nhé. Thì Trung Bonsai cũng chỉ có chia sẻ đến đây thôi. Mọi thông tin thì anh em có thể trực tiếp xem ở những video sau. Bắt đầu từ chiều nay thì các hội chuyên cảnh của các xã cũng như là các câu lạc bộ của các nhà vườn cũng sẽ đưa nhiều tác phẩm đến Ủy ban Nhân dân xã Nga Tân. Thì anh em chúng tôi cũng sẽ từ từ chia sẻ nhé. Có những tác phẩm mà chưa kịp chia sẻ cho anh em này, những tác phẩm ở trước mắt này cũng chưa kịp cắt ra vì còn đấy, vừa rồi nắng rất to nhá, bệ bãi kinh khủng luôn đấy.
Cây này thì bẹ móng rồng, bẹ móng tanh luôn. Đây, củ ruối đây cũng rất là gấp rút, không đủ thời gian. Vừa tỏ quá, vừa ngớt. Củ ruối này, củ hoa giấy này. Có rất nhiều tác phẩm phải qua quá trình thời gian từ chủ nhân này qua chủ nhân khác nhé. Đấy, để có một cây hoàn thiện thì chắc chắn là anh em biết rồi, rất là vất vả. Phôi bây giờ thì rất là nhiều nhưng mà cây hoàn thiện thì cũng phải nói là ít thôi, chứ không có nhiều cây hoàn thiện đâu, xuất sắc đâu. Nên là cá nhân chung bonsai cũng như là một số anh em nào mà yêu cây rồi thì cố gắng giữ những tác phẩm mà riêng cho mình, sau này đi chơi thì có những tác phẩm đẹp để mà đưa đi chơi. Nhiều khi cả một vườn rất là nhiều tác phẩm đó, rất nhiều phôi, nhưng mà để kiếm một cây thì thực chất là đưa đi chơi là cực kỳ khó. Đấy, cứ làm đi thì lại cắt, cắt đi là làm. Đấy, trước mắt đây em cây phượng vũ đây này. Trong một sai cũng không xuống lá kịp, khi này mà xuống lá kịp thì cũng đưa em nó đi chơi đó. Có những dịp như này thì cũng muốn cho bà con cùng mọi người chiêm ngưỡng, nhưng mà do là gấp rút quá, lại mưa như này nữa. Trước khi chia sẻ cho anh em cái tác phẩm dáng làng kia ở bên trong kìa, đó trước mắt anh em. Sáng nay thì Trung Quốc Sai cũng đã định đi ra ngoài đó rồi, tại vì anh em ngoài đó thông báo là sáng nay cũng đã nhận tác phẩm rồi, nhưng mà do là mưa này, anh em xem đang mưa này, nên là mình cũng điện máy đây và chia sẻ những tác phẩm trong khuôn viên vườn cây mình. Nói chung là có những cây này, như cây xí búp đỏ này, mới cắt lá nhưng mà giờ lá nó lại là như này đó, thì các bác biết là cây cối thì nó nhiều khi theo thời gian đấy, theo từng quãng thời gian đấy, nếu mà Tết thì lá rất là đỏ. Đó, ngoài kia cũng rất là may là buổi sáng là cắt kịp cái xi này đấy, để đi dự với anh em cho nó phong trào, nó có khí thế lên. Đấy, buổi sáng Trung Mô Sai cũng đã hoàn thành xong một tác phẩm, chắc có lẽ là đưa đi một tác phẩm đấy thôi. Mưa quá. Các bác nào mà chơi xí bông rồi thì rất là thích nhá. Và những cây xí bông thì thường thường là lá rất là đẹp, thứ hai là không bao giờ có sâu nhá. Ngày xưa mà kiếm được cành xí bông thôi thì xí thì cũng đã tuyệt vời rồi, nhưng bây giờ thì xí nó nhiều, nhập khẩu về rất là nhiều. Cây này thì cũng là một cây mà Trung Bonsai ghi nhận là cũng rất là nhiều anh em quan tâm. Cái giá cả thì Trung Bonsai thì nhiều khi này cũng chưa muốn giao lưu nên chưa báo giá cái cây này. Rồi, mình cũng xin được dừng video đây nhá. Hẹn các bác ở video sau đi. Bác nào mà yêu cây, yêu xi này, lai xi búp hồng cây sen này, thì có thể alo cho Trung Bonsai nhá. Số điện thoại là 0978 396 477. Đấy. Nếu mà anh em nào mà thực sự quan tâm thì hãy alo cho Trung Bonsai ạ. Tại vì có những cây, có những tác phẩm mà mình alo trực tiếp thì mình sẽ có cái giá ok thôi. Đấy. Cái xi này cũng là một trong những cây xi mà ghi nhận với Trung Bonsai cũng khá lâu rồi. Đấy, giao dịch của em Tú. Mưa quá này, không muốn ra bên ngoài. Các bác hết sức thông cảm nhé, do trời mưa nên là chỉ đứng ở bên trong thôi. Chia sẻ, chiều nay thì Trung Bonsai đã ra Nga Tân và chia sẻ nhiều tác phẩm cũng như là một số cây VIP của một số nhà vườn, như nhà vườn của chú Dần Gỗ này. Đấy, những cây trực cổ chú cũng đã hy sinh cho hội, một cặp trực cổ luôn. Đấy, rất là giá trị, nhiều tỷ đồng. Và vườn của anh Phúc Bonsai, một cá nhân khác nữa, cấp nhà vườn. Đấy, trong vườn thì còn cái xi cổ nữa, nên là bác nào quan tâm thì có thể rinh con xi cổ này về nhé.